Trên này có một cái cây đa cổ thụ mọi người nhá. Cây này thì quả rất là nhiều. Nhìn bằng ống nhòm lên thì nhìn thấy quả vàng hết luôn. Rất là nhiều quả luôn. Bây giờ mình lên mình xem là có sóc hay là gì ăn không. Chim thì có ăn rồi. Mình thấy vừa nãy có mấy con chim đang ăn trên kia. Mình sẽ lên trên kia thăm mọi người nhá. Lên gần đến gốc rồi. Ở dưới này là đã có thấy có quả chín. Cây chín quả rồi mọi người ạ. Ở dưới này là quả rơi rất là nhiều. Nhưng mà không biết là có sóc ăn không. À đây rồi. Sóc ăn nhá. Đây quả chín rồi. Quả rơi vãi xuống là sóc ăn đây. Đây. Ui dồi, men theo cái bờ này nếu mà đặt cạm ở đây thì 100% là dính sóc nhá. Ui, sóc ăn kìa. Ăn nhiều đấy, sóc ăn nhiều đấy. Đây có bụi phòng lan rất là to luôn. Đây là lan tên là lan gì nhỉ? Cẩm chướng à? Có ba bụi phòng lan rất là to nhá. Nếu mà lấy hết ba bụi này về có khi phải gánh lấy về. Lan này không biết là lan gì. Nhưng mà loại này là không đẹp. Cây này quay ngược sáng này không thấy có quả nhưng mà quả nhiều lắm. Quả vàng hết đi. Em sẽ thử đặt cái máy vào cái ống nhòm này xem có thấy cái quả của nó không. Như vậy là nhìn cũng khá là nét đấy. À, quả này hi chú ơi, quá là nhiều luôn. Quả rất là nhiều nhá. Nhưng mà không có chim. Hôm nay là mình đi thăm cây quả thì cũng không mang bẫy đi. Cây này chắc là phải để mai quay trở lại thôi. Mai quay trở lại mang cạm các kiểu đi bẫy chuột, bẫy sóc. Bây giờ xuống thôi mọi người ạ. Quay xuống dưới khe và tiếp tục là đi tìm những cái cây khác. Mình sẽ đi thăm những cái cây khác xem là cây nào có quả, có gì ăn thì những hôm sau là sẽ quay trở lại và đặt bẫy các kiểu. Khung cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Đi ngao du này cũng hòa mình vào thiên nhiên là cũng cảm thấy rất là sảng khoái. Cái vũng này là mùa hè tắm ở đây thì hả? Bận có mà. Ở phía trên bên này có một cái cây hoa gạo à. Đây, cây này chính là cây hoa gạo này. Cây này là nở sớm. Hoa gạo thì mọi người biết rồi. Hoa gạo là phải tháng 3 âm lịch thì nó mới nở. Nhưng mà cây này là nở sớm, bây giờ hoa nở đỏ hết cái khu rừng kia rồi. Cây hoa gạo này là thường thường là sóc về ăn nhá. Có sóc ăn. Tí nữa mình sẽ lên cái gốc của nó xem. Hiện tại mình đã lên đến cái gốc của cái cây gạo rồi. Đấy, mọi người nhìn cây gạo này rất đẹp luôn. Tháng gọi là đầu tháng 2 rồi. Âm lịch đã có hoa gạo nở nhá. Thường thường là vào tháng 3 trở đi nhưng mà cây này nó nở rất là sớm. Loại hoa gạo này là
sóc nó về nhá mọi người nhá. Khu nào mà có sóc là sóc nó sẽ tìm về, nó trèo lên là nó hút ăn mật, ăn mật của cái cây này, không phải là nó ăn cái hoa đâu, nó sẽ liếm mật. Đấy, có chim sâu về hút mật kìa, ở dưới cành này có đang hút. Ở phía cánh rừng xa xa bên này nhìn qua ống nhòm thì mình thấy có hai cái gốc cây đa cổ thụ, thì cũng gọi là nó xa quá không nhìn thấy được nó có quả hay không, cho nên là bây giờ đang tiến vào cái cây khu bên kia xem hai cái cây đa kia xem có quả hay không. Chắc là cũng rơi vào tầm mấy trăm mét đấy, khá là xa, chỉ nhìn thấy cái cây thôi không nhìn thấy quả được. Bây giờ lại tiếp tục qua đấy là xem gốc cây kia mọi người nhá. Không có quả mọi người ạ. Nó chính là cái cây này đây. Chính là cây này. Cây rất là to nhá. Cây khổng lồ luôn. Ở bên trên này cũng có một cây này. Cây này cũng không có quả này. Ở góc này. Đấy, cây xanh xanh này. Cây to này cũng là cây sida. Gọi là cây sida. Ba cây là không có cây nào có quả nhá. Không có một cây nào có quả. Từ đây về đến kia thì nó vào khoảng trên 300 mét. Tầm hơn 300 mét. Thì nhìn ống nhòm là nhìn nó rất là rõ. Nếu mà nhìn bằng mắt thường. Nhìn mắt thường là nhìn không thấy có quả nhá. Này là lái xe hơi khó rồi đấy. Đường về còn khá là xa. Sợ không leo đồi được thôi. Đi rừng này là cứ phải tầm 4 bát nhá. Mà các bác uống rượu nhá. Làm tầm 4 cái thôi. 4 cái này là rực rỡ hết cơ. Vừa êm thôi nhỉ, không mạnh. Món đơn giản thôi. Thịt nướng nhá. Thịt nướng, cá nướng. Ê, cái này. Yeah.